nó mát thôi. Chính ra đi một cái quay có khả năng lại nhiều hơn. Nhưng cái này thì nó cũng không quan trọng ạ. Bảo bây giờ bảo con không phải đi thì cháu của thím ăn bằng gì? Đấy đấy xong rồi thử làm khí nó quay xong rồi nó vào đấy nó ba mấy điện rồng vàng thì mới lại phải lo nhiều, mới lại phải nuôi nó nhiều không? Đồng vàng đấy. Đấy là 5 con lợn đấy bảo nhỉ? Đấy là 5 con rồng. Dạ rồng. Đấy là 5 con rồng. Mà em tháng theo như dự sinh của siêu âm là tháng A. Tháng 9 đầu tháng 9 dương. Rơi vào tháng 7 âm. Năm nay chẳng biết đâu là con vợ trường này, vợ làm đàn ông. Dạ. Vợ ông với vợ chị có là đàn ông rồi đấy. Và toàn đàn bà thôi. Không giờ ăn hỏi thì không cháy nữa à? Ai muốn hát ở đấy mà cháy thì anh bắt buộc thôi chứ xong bình thường.